Em xin kính chào quý vị các bạn. Chúc quý vị và các bạn một buổi trưa vui vẻ. Em đang có mặt ở con phố gần ngã tư Sở. Hôm nay em sẽ đi trên con phố để cho các bạn tham quan ngắm cảnh con phố hướng từ ngã tư Sở về trung tâm Hồ Gươm, Hà Nội nha các bạn. Con phố chúng ta đang đi ở con phố Tây Sơn. Hướng chúng ta vừa đi qua chính là ngã tư Sở đằng sau đấy các bạn. Đây là một trong những cái nút giao luôn luôn đông đúc tấp nập từ sáng đến chiều tối. Ta đang ở đoạn 205 Tây Sơn các bạn. Hôm nay nhiệt độ đang rơi vào khoảng 16 độ C. Thời tiết thì âm u, mây đen tối, tiết trời hơi tối hơn bởi vì không có ánh nắng chiếu. Ở phía bên ngoài chúng ta có trường đại học đấy các bạn. Bây giờ em sẽ mời tí nữa các bạn để đi lên trên đoạn Hồ Gươm, giao cắt qua đoạn Thái Hà với cả chùa Bộc các bạn. Bên này là trường đại học Thủy Lợi. Đây giới hạn cầu khoảng độ 2,2 mét và trọng lượng 3 tấn. Đây, các bạn thấy có biển giới hạn chiều cao, cả biển tròn lẫn cả biển điện tử bằng tiếng Việt luôn. Đây, chúng ta thấy cấm cả xe máy, cấm quay đầu, cấm rẽ trái là chỗ này luôn các bạn. Bên tay phải của chúng ta kia chính là cái đoạn đường chùa Bộc, trọng con phố khá là sầm uất, nổi tiếng với việc bán quần áo. Bây giờ khoảng độ 11 giờ trưa, lưu lượng tham gia giao thông cũng đang bắt đầu đông đúc lên bởi vì chuẩn bị đến giờ tan tầm buổi trưa. Thời tiết ở Hà Nội những ngày này thì các bạn thấy đấy là sương mờ mờ, không phải sương mù nhưng nó cũng hơi kiểu mờ mờ có sương. Thời tiết thì lạnh, hôm nay được cái thì trời lại độ ẩm thấp không cao, cho nên các bạn nhìn thấy đường phố thì nó sẽ sạch, không có kiểu ẩm hơi nước. Mấy hôm trước thì nhiệt độ Hà Nội thì vừa lạnh lại còn vừa ẩm, nhiệt độ độ ẩm 100% đấy, 100%, cho nên là chúng ta cảm giác là có mưa phùn, chúng ta mà đi mà không mào mưa ấy là những cái giọt mưa, cái hơi nước sẽ đọng trên áo của chúng ta, bắt buộc phải mặc mưa. Đây em đang di chuyển đến gần đến đầu phố Tây Sơn rồi. Con phố Tây Sơn này lấy tên gọi của nghĩa quân Tây Sơn ngày xưa, Quang Trung đại phá quân Thanh, đánh tan 20 vạn quân Thanh. Do đó thì con đường Tây Sơn nằm kế bên cái đồn Khương Thượng, gần cái Gò Đống Đa bây giờ đấy các bạn. Thế nên người ta về sau mới gọi con đường này là đường Tây Sơn, là có nguồn gốc từ đó. Phía bên tay phải chúng ta là phố Hồ Đắc Di các bạn. Còn trách phía tay phải là có một cái cây xăng. Cây xăng này thì một trọng cây xăng khá là đông đúc của Hà Nội các bạn nhé, lúc nào cũng xe nườm nượp luôn. Bây giờ chuyên giờ tan tầm mấy, giờ tan tầm buổi chiều đông nghịt luôn, nhất là trước cái dịp nào mà thông báo xăng tăng thì xếp hàng chật kín. Bạn thấy ở trên đường bây giờ mọi người đang bắt đầu lưu thông ngày một tăng lên rồi, thời gian dần chuyển sang giai đoạn hơn 11 giờ là lúc mọi người bắt đầu tan tầm buổi trưa để có thể nghỉ buổi trưa. Ở Hà Nội thì cái giờ tan tầm đông nhất là buổi chiều, mọi người tan làm một khoảng độ 5 giờ 5 rưỡi đến 6 rưỡi là tất cả các con đường Hà Nội sẽ rất là đông. Còn buổi trưa thì khoảng độ từ 11 giờ 15 cho đến hơn 12 giờ
là giờ tan tầm buổi trưa thì rất là đông đúc. Các bạn thấy thì mọi người bắt đầu đông đúc lên rồi đây. Ở đây thì chúng ta thấy có hai phần làn đường chính, một làn ngược chiều từ bên kia và một làn ở phía bên này chúng ta đi xuôi lên. Cái làn chúng ta đi xuôi lên cũng chia làm hai phần, có cả làn dành cho ô tô đây, lẫn xe máy luôn, xe đạp. Thế chúng ta một cái tuyến xe buýt 01 kìa. Chúng ta chuẩn bị đến cái đoạn giao cắt cả con phố Xã Đàn, rồi Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, rất nhiều con đường đi La Thành nữa. Mà chỗ này gọi là ô chợ Dừa các bạn. Một trong những cái ngã tư, ngã năm, ngã sáu cũng là đông đúc nhất ở Hà Nội luôn. Các bạn thấy phía bên phải là Xã Đàn nha các bạn. Còn chếch chếch phía bên tay phải, phía lên trên kia thì nó sẽ là con phố Khâm Thiên các bạn. Lộ trình của chúng ta tiếp tục di chuyển thẳng để đi tiến vào sâu hơn trung tâm thủ đô Hà Nội, chính là Hồ Gươm cũng như là phố cổ Hà Nội. Đi thẳng lên đây các bạn nhé. Đây chính là con phố Tôn Đức Thắng. Chỗ này được đánh số khoảng hơn 300, tức là cuối con phố Tôn Đức Thắng. Chúng ta đang đi về đầu con phố Tôn Đức Thắng. Ở thời điểm này cũng là thời điểm sau Tết, mọi người đã đi làm bình thường trở lại, Hà Nội quay về cái vẻ vốn có đông đúc nhộn nhịp. Tuy nhiên theo em nhận thấy thì thường vừa sau Tết thì những xe bán hàng rong hiện vẫn chưa có nhiều, bởi vì là các cô các chú bán hàng rong chủ yếu là ở các tỉnh lân cận đi về để bán. Tại thời điểm này ở các tỉnh lân cận thì vẫn đang diễn ra những cái lễ hội mùa xuân. Người ta thường nói là tháng riêng là tháng ăn chơi, cho nên là có lẽ phải hết luôn cả tháng riêng âm lịch. Mọi người còn hội làng, hội hè, gặp gỡ bạn bè thì mới có thể họ mới lại tiếp tục ra ngoài Hà Nội đi làm ăn. Còn đâu mọi người làm về văn phòng, công sở hay là những cái ngành nghề dịch vụ thì đã đi làm bình thường trở lại rồi. Con phố Tôn Đức Thắng này còn rất nổi tiếng với việc bán gọi là bếp từ, bếp điện. Ban ngày chúng ta sẽ không thấy nhiều, tuy nhiên là tầm tối tối thì chúng ta sẽ thấy những cái biển hiệu bếp từ sáng sáng bên trên. Nhìn chung con phố Tôn Đức Thắng này cũng kinh doanh đa dạng các bạn. Đây đang có một chiếc ô tô đang quay đầu khá là to luôn. Bình thường thì tại cái thời điểm giờ này thì những chiếc xe to như thế kia sẽ cấm lưu thông ở một số tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên là có thể đây là xe du lịch hoặc là chiếc xe thuộc công ty nào đó đã có những cái giấy phép riêng thì sẽ được lưu thông vào những cái giờ cấm xe ở trong khu vực nội thành, một số tuyến phố. Bạn thấy ở kia còn cái lá cờ màu xanh viền đỏ, loại viền xanh viền đỏ kiểu dạng như này này, lá cờ của biểu hiện của lễ hội các bạn ạ. Ở đây là đền Sòng Sơn ấy, vẫn đang còn cái lễ hội mùa xuân. Thì chúng ta đến cái đoạn giao cắt ở trên này, ở gần đây thì có một cái di tích gọi là Quốc Tử Giám. Nhưng mà Quốc Tử Giám là một trong những
nơi rất là nổi tiếng về việc học hành, một trong những cái trường đại học có mặt từ rất lâu đời, có thể là một trong trường đại học có mặt đầu tiên ở Hà Nội như ở Việt Nam. Thì các bạn trẻ thì thường đến đây để cầu xin cho được học hành hanh thông, đỗ đạt hay là thi thố tốt. Còn những người khách du lịch trong nước như nước ngoài đến đây để tìm hiểu về những cái di tích lịch sử. Đây bạn thấy ở đây có luôn con phố Quốc Tử Giám phía bên tay phải của chúng ta, và bên tay phải chúng ta cũng là Quốc Tử Giám luôn các bạn ạ. Đây, ở đây họ làm cái hàng rào rất là đẹp đây. Các bạn thấy những chiếc ô tô này, chiếc ô tô khách du lịch chở khách đến Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thường khách đến cả Văn Miếu Quốc Tử Giám họ sẽ đi một tour luôn Quốc Tử Giám và một số địa điểm khác nữa, ví dụ như là Lăng Bác hay phố Tây Hồ hay là chùa Trần Quốc hay rất là nhiều, tùy vào là đối tượng khách hàng. Ví dụ lớn thì họ sẽ đi chùa chiền nhiều, còn đối tượng học sinh thì bình thường có thể họ sẽ sang cả Lăng Bác nữa. Rất là nhiều phương án, họ cũng có thể họ đi tất cả. Tôi em đi thẳng đến đây, rồi có đường Chu Văn An. Đường Chu Văn An này đi thẳng sang kia là đường Hùng Vương, và chúng ta lại tiếp tục đến với một địa điểm danh lam thắng cảnh tiếp là Lăng Bác các bạn. Bạn nhìn thấy ở đây là khu vực của nhà nước rất nhiều, nên có những chiếc ô tô vâng biển số màu xanh và có những chú công an canh phòng nghiêm ngặt, nhân tiện hướng dẫn cho cô kia cách đi đường luôn. Cô ấy đang chưa biết đường, cô hỏi đường. Bên tay trái chúng ta kia là Lăng Bác các bạn ạ, quảng trường Mai Lịch lịch sử, thì lúc nào du khách đến đây cũng khá là đông. Chủ tịch Hồ Chí Minh, cái Bác Hồ vĩ đại chúng ta không chỉ tất cả mọi người Việt Nam đều biết mà còn vang danh cả sử sách nước ngoài các bạn. Khách du lịch nước ngoài đến đây họ rất nhiều người đều đến tham quan Lăng Bác. Bác đã ngày xưa có những cái trận đánh của Việt Nam chúng ta vang danh sử sách ở nước ngoài. Khách du lịch rất tò mò, đặc biệt là người Mỹ, họ tò mò rằng tại sao một đất nước nhỏ bé như vậy nhưng ở chúng ta mà lại có thể đánh thắng được cả một cường quốc ngày xưa mà rất nhiều quốc gia để sợ, mà Việt Nam chúng ta thắng được, nên họ rất tò mò. Chúng ta đang tiến ra khu vực đường Hoàng Diệu, con đường mà rất đẹp, con đường Hoàng Diệu mệnh danh là một trong con đường đẹp nhất ở thủ đô Hà Nội bởi vì cây xanh tươi tốt, có những cây xanh rợp bóng với gốc cây lâu đời lên đến hàng trăm năm.
vào mùa sắp tới, ở đây có hai mùa chụp ảnh rất đông, ở mùa sang xuân khi mà hoa ban nở, hoặc là mùa thu mọi người đến đây chụp ảnh cực kỳ đông. Đây các bạn thấy khi mà ở đoạn này tắt đường đến tận đây biểu hiện một điều là khách tham quan du lịch quanh đây rất đông, bởi vì có những cái chiếc xe chở khách rất to, họ đang đi chậm chậm loanh quanh đây để tìm chỗ đỗ, hoặc là họ đang đi vào cái chỗ để đón khách, ví dụ như ở Lăng Bác, và kết hợp với nhiều xe ô tô con, xe máy để tạo hiệu ứng ùn tắc như này các bạn ạ. Còn nếu không thì đường này đi sẽ rất thoáng và nhanh luôn. Đây cái vị trí đây các bạn, khi mà mùa thu hoặc mùa xuân du khách ra đây chụp ảnh sẽ rất nhiều, đặc biệt là buổi chiều ngày nghỉ hay là những hôm thời tiết nắng ấm. Còn hôm nay thời tiết hơi âm u mây mù, cho nên là ở đây gần như là không có ai chụp ảnh ở đấy cả. Nên các bạn nhìn thấy cảnh đang rất là đẹp đúng không ạ? Đông nhất vào mùa thu các bạn, cuối thu. Ở chỗ này 1 mét có 3 người đứng chụp ảnh, 1 mét vuông 3 người chụp ảnh. Đây các bạn, vẫn đang có vài người đang chụp ảnh đây. Di tích lịch sử của Bác các bạn ạ. Hoàng thành Thăng Long. Du khách nước ngoài đang đi trải nghiệm du lịch đường phố đây. Ta là con phố Phan Đình Phùng. Đây một dọc tuyến phố cũng là đẹp ở Hà Nội. Đây hoa bưởi.